Vâng quý vị ạ. Rồi 9 hectare đất của hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long, Thăng Long đang quy hoạch lại, phải nói là quá đỉnh cao, quá choáng luôn. Đứng ở trên này nhìn mà tầm nhìn xa trên 10 km đấy. Giảm xuống từ 4 đến 1 km trong mưa phùn. Đây quý vị ạ. Tít từ cái chân đê kia nhá. Đấy cho bọn trẻ con đang đá bóng đây kìa. 9 hectare đất. Toàn bộ cái đất chỗ Thọ An này hợp tác xã quy hoạch hết. Các bác nào mà có nhu cầu thì lên đây, bác nhà bác ấy cắt cho một góc kê cây chung vui cùng hợp tác xã. Đất đầy chứ còn đất đâu nữa, chỉ có thiếu tiền để quy hoạch thôi chứ còn quy hoạch vào thì khỏi nghĩ luôn. Đấy quý vị thấy không, cây cảnh này bắt đầu hình thành rồi đó. Cây này có bán không anh Hiệp ơi? Đây cây này hơn. cây, cây cây này thuộc dạng là cây gọi là cây là khoái ông trăm năm này, dầu riếc ở sợ nhờ. Đấy ít quá. quá là khiếp khiếp không? Ông nhà ông ấy mang những cái cây nấy về dinh tự của ông ấy hả? À? À, sao vâng xanh Nam Điền làm thì về bán cho người ta, về người ta làm tiếp. Đã, như cái này thì nhiều tiền không anh? Em đang làm này đang mua. Vâng, 250 triệu. Đúng không anh? Không, cái này vài trăm thôi. 200 là vài trăm nghìn á. Anh em cứ thích thì cứ liên hệ với Trần Hiệp thôi. À. Cái này mình cũng để cho anh em tự nắm mã, bởi vì nó tay tám nó chưa ổn định. Đây là những cái tay này đang nuôi đang cắt giật anh em nhá. Bên này nữa này. Cũng đang cắt giật đấy à? Vâng. Nếu mà mình khôi thì nó hẳn ra khôi, nhưng mà cây mình vẫn đang làm chưa đâu, ở đây vẫn đang cắt này. Sợ nhở, rộng mênh mông lên được ông Hiệp ạ, rộng dã man luôn, choáng luôn. Đây là tác xã mở rộng trên 4 hết đấy nhé. Đây thì mấy tay chỗ này đấy thì cắt đi làm lại gì anh? Đấy, bán thì nghe nó cũng chưa hoàn thiện lắm. Đây nhưng mà chú quay cái bệ này, nhìn này chưa à? Bệ bệ xịn nó ngày xưa này. Đấy. Bệ đây gì? Ông nào thắp cả hương đây này. Nhìn như cái ngai vàng ấy anh nhỉ? Đây nó là ngai vàng. Đang là làm cái ổn định đã, nhưng mà thôi anh em là thích thì liên hệ với Trần Hiệp nhé. À, 0399903128 nữa gì? Ừ, cứ liên hệ thôi. Rồi, ok anh. Rộng nhỉ, dã man lên được. Đây, giới thiệu với anh em và bà con bên này là hợp tác xã vừa mở rộng thêm 4 hết. Vâng. Đấy, để mời toàn thể anh em và bà con và các bác, nếu anh em nào có nhu cầu mà chưa có đất mà nhưng có lòng đam mê yêu sinh vật cảnh thì cứ về với hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long. Vâng. Liên hệ với Trần Hiệp. Và các bác sẽ mua những cái sản phẩm chưa hoàn thiện, sản phẩm xô phôi hoặc cái sản phẩm như thế này. Các bác đầu tư tài chính các bác không làm được thì để đây, thì anh em chúng tôi sẽ có đội nghệ nhân chuyên nghiệp sẽ làm cho các bác từ đầu đến đuôi. Trong vòng khoảng 3 đến 4 năm là cây sẽ hoàn thiện, ừ. Giá cả rất ổn định. Quá rộng. Cách thủ đô Hà Nội có 20 km thôi quý vị ạ. Quá hợp lý hơn gì nữa. Rất nhiều để cho phục vụ cho anh em. Đấy, cách trung tâm thủ đô Hà Nội có 20 km về hướng Tây. Nếu anh em về thì anh em nào có thiện chí thì cắm cho mỗi anh em vài trăm mét anh em để trang trí cây riêng. Và tự nếu không chăm sóc được thì các nghệ nhân của tác xã sẽ đảm nhận cái việc chăm sóc cho anh em. Vâng, đấy Mạnh đặt hàng 500 mét rồi đó. Đây là cái gì đây anh? Đây là như cái đèn ấy nhở? Đây là một đôi đèn. Đúng không anh? Đèn nhiều, đèn đi bão ấy nhở? Xanh Nam Điền à anh? Đây, chiều cao là 1m8 này. Sao lại cao không? À, chiều rộng. Rộng 1m8. Cao phải 3m. Đây là một đôi đèn bằng xanh Nam Điền nha, đôi đèn cổ anh em nhé, làm lâu lắm rồi. Anh em mà có sân vườn thì lấy cái này, cao là khoảng 2m rưỡi.
cao đất khoảng hai, cao đến mặt chậu này 2,5 mét anh em này này. Vâng. Đây đẹp, rất đẹp. Đấy, quay bốn cạnh anh em hắn. Cây này bây giờ chúng ta kiếm cái đôi chậu nó đẹp hơn một chút nữa, đúng không anh ạ? Vâng. Làm nó sẽ rất đẹp hơn. Lạ lạ trông đẹp phết đấy anh nhỉ. Đó là những tác phẩm nghệ thuật, nó là cái sự sáng tạo của các bác, chúng nó rất tuyệt vời. Đây là các bác trao vào những cái niềm hy vọng và những ước mơ của cuộc sống đời thường mà. Đấy, một đôi nha quý vị nhá. Đèn là một đôi đây, cái này một cây nữa đây. Đấy. Một đôi như này thì giao lưu với ở khách thì bao nhiêu tiền hả anh Hiệp ơi? Một đôi này giao lưu với anh em là 180 triệu. 180 triệu. Toàn bộ bằng xanh làm biển hết. Một đôi đèn. Quá chất. Đây toàn bộ hệ thống đèn này, chắc hôm nọ chú quay rồi đúng không? Đây á, hôm nọ là đang quay dựng đây. Dựng xong hết rồi. Đấy, đèn cao áp đây. Để phục vụ anh em. Rộng chưa, dã màn mênh mông này. Vị thấy không? Nhìn sợ. Anh em có thể đấy, ngay chân đê xã Thọ An này. Mang cây về. Đèn cao áp dựng hết đi. Đấy, quý vị nhìn dựng lên tận đường bê tông kìa. Đây, đây cây đài sen này. Cây đài sen này hôm trước là 75 triệu anh. Đấy, 75 triệu. Đấy, quý vị nhìn hệ thống đèn, đèn cao áp rồi camera xong xuôi đâu đấy hết rồi. Đấy, quá rộng luôn, mênh mông luôn. Sợ quá, hợp tác xã phát triển đây. Vẫn còn đang xây dựng và phát triển. Cây gì đấy anh? Cây thị. Toàn thị. Đấy, cây thị. Bây giờ tiến tới này là hợp tác xã là coi như là cung cấp cả cây công trình nhỉ? Hả ông Hiệp ơi? Thị nha quý vị nhá. Hoành chỗ anh Hiệp đo là bao nhiêu anh? 120. Chị ơi, chị rơi bị bả đấy. Cây này cao thoát thân khoảng 3,5 mét. Đấy, cái thị cổ. Đây. 80 triệu cây thị này. Rộng lắm, cả cái vườn chuối kia nhá. Các bác ấy đang ít nữa là đổ đất, đổ điếc, rộng hết chỗ này. Mênh mông 9 hectare đất cơ mà. Quá là khiếp luôn. Đấy, chỗ này là đang làm cái nơi gọi là nghỉ ngơi. Rộng không? Đấy, quý vị ạ. Từ cái chân đê đấy, quý vị nhìn xa xa có con ô tô trắng kia đi không? Đấy. Quá rộng. Sắp xong chưa ông? Chưa biết nào xong được chú. Yeah. Cái này do chú Nha. Xong hay không là do chú Nha. Bảo xong là xong rồi, bảo không là chưa được là chưa được. Có lộ trình chứ. Nói thế là chú hiểu. Đây là cái gì đây anh? Đây cái sung. Sung à? Sung này có bán không anh? Bán hết. Không, cái này để làm bóng mát. À thế à? Dã man à? Cái này tiền của nó nhiều như này bán một phút độc quả. Mênh mông nhở. Đây, đấy, đường điện, đường điếc. Sân vườn mới. Quá chất nhở. Ây à, này nhất hợp tác xã rồi. Rồi ôi, tiền này sau ấy. Tiền đấy, tiền đè gãy chân như vậy. Ngoài ạ. Này hợp tác xã rồi, tiền đè gãy chân. Nghèo thì lâu. Nghèo thì lâu, giàu thì mấy đúng không? Cái gì anh?
làm nó sạch sẽ chát chít cái nó vuông trong ngoài. Đúng rồi. Chát trong chát ngoài cho lịch sự hẳn hoi. Bây giờ tôi làm cái gì? Cái cửa này phải cầm lại. Các bạn bây giờ mới được cười ngơi tí đấy, còn phúc phát nên là hỏi chú thưởng cho mày này, cô phải được chơi đéo đâu. Phải làm hết đi đây. Đấy, càm kia răng kín hết quý vị ạ. Rồi quý vị cứ liên hệ anh Hiệp nhé, 0399903128.